nhưng mà khổ bố có đạo đức. Thế chả bố tin được. Con này thạc sĩ kế toán. Bạn nghĩ thạc sĩ kế toán là nó hiểu. Nó chỉ hiểu công cụ hạch toán thôi. Nó không hiểu bản chất kinh tế của từng con số. Đấy là cái tệ hại của kế toán nhà cái chính. Mà nó dọa không có thằng giám đốc nào sao các bạn. Cho nên là anh chị không làm cái việc này. Nhưng cái gì phải hiểu nó. Hiểu nó thì mới ra lệnh được. Hiểu nó mới nắm được thực trạng công ty tại thời điểm này. Mà hiểu nó các chị mới được thò cây bút vào cái chỉ kỳ. Cho nên những chuyên đề phụ này nếu tôi là giám đốc tôi sẽ học chứ. Mày kìa. Nếu các anh chị mà đi sâu thì nó chỉ mất có thứ bảy chủ nhật thôi. Nhưng các anh chị nhìn vấn đề nó sáng hơn nhiều. Trong đó nó phục vụ cho cả cái chủ thể cá nhân. Bây giờ không phải là tài chính cá nhân nữa các anh chị à. Tài chính cá nhân thì ai cũng nắm được rồi. Bởi vì trong điều kiện thị trường thì đấy là mặc định. Mà bây giờ nó chuyển sang tài chính thông minh cơ. Sau đó là cái phần thứ hai là tài chính doanh nghiệp. Sau đó là đến tài chính quốc gia. Và các anh chị nhìn vấn đề nó mới sáng ra được. Thế thì hôm trước ấy, chúng ta học ở trong 12 bài có gì ạ? Cho nên lớp chuyên sâu thì nó đúng là xong. Bởi vì nó là cái mũi dùi mà cái mũi nó nhỏ lại. Thế nên các anh chị ạ, tôi nói ý đó tôi vẫn nói lại. Các anh chị là kẻ có thể vô tình, cũng có thể là hữu ý. Nhưng các anh chị là kẻ quá khôn ngoan các bạn ạ. Thì đặc biệt là những anh mà làm quản lý thì những chuyện này lại càng phải học. Bởi vì bản chất cuối cùng của quản trị ấy, thì nó có bốn động tác. Nhưng động tác cuối cùng là hoạt động kiểm tra. Đầu bảng là chiến lược, thứ bảng là tổ chức, mà tam bảng là lãnh đạo và cuối cùng là kiểm tra. Quản trị mà không kiểm tra thì đừng làm quản trị nữa. Cho nên là cái lực lượng kế toán và kiểm toán nó cực yếu. Trong khi đó thì mình lại không có nghề để kiểm toán nó. Thế nên mình chết. Điều thứ hai là nó chỉ làm kế toán tài chính thôi. Mà thành lấy bại của một doanh nghiệp ấy, nó nằm ở kế toán quản trị. Các chị ạ. Và điều thứ ba nữa là cứ nhìn thấy kế toán là các con rời sợ. Khổ thế chứ. Mà thực ra nó không khó. Các chị ạ. Tôi có mấy thằng anh đấy, toàn tổng giám đốc cứ nói tài chính là ông đại luôn. Mà bản chất đối tượng kinh doanh của chúng ta là tiền mà lại không hiểu về tiền. Đấy, nó gai gò chứ, đúng không? Các anh chị hình dung ạ. Để kinh doanh được, đầu tiên là mô hình. Tôi nói hoài. Động tác thứ hai, để mô hình thắng thì mình phải cạnh tranh. Để cạnh tranh để thắng thì nó cần chiến lược. Như vậy chiến lược là để cạnh tranh. Còn mô hình là để nó đủ thắng. Các chị ạ. Và động tác số 3, biến cái mô hình và sức cạnh tranh thành hiện thực thì nó thành lãnh đạo. Phải có tướng tài. Mà có tướng tài mà không có nhân sự tài vứt, cho nên nó giá nhân sự. Và chúng ta có cái nghề căn bản để kinh doanh chạy đầy ý đồ các bạn ạ. Cho nên là mỗi một cái yếu tố nó đóng một vai trò. Mỗi một doanh nghiệp chết một kiểu. Doanh nghiệp đầu tiên chết vì mô hình không hoàn chỉnh. Làm sao sống. Kiểu chết thứ hai là mô hình rất tốt nhưng sức cạnh tranh không đủ. Cạnh tranh không đủ vì các bạn yếu. Không phải yếu mà tại vì các bạn không có chiến lược. Chiến lược bản chất là dùng sở trường để đánh. Bạn không thể dùng sở đoạn được. Trong nguồn lực phải chọn được nguồn lực lõi. Thế cho nên chiến lược là dùng để cạnh tranh. Thế cái con loại doanh nghiệp thứ ba là lại không chết về chiến lược, không chết về mô hình mà lại chết về lãnh đạo. Thế là cuối cùng gặp ba cái thằng nào cũng toàn diện, nó kêu mọi chuyện là từ thằng lãnh đạo tầm bậy. Chắc chắn đúng nhưng không phải tất cả. Nhưng có công ty chết vì nhân sự nó bết. Thế là ngồi cứ chửi lính em bây giờ toàn bọn từ thế hệ Gen Z không chịu làm. Nó chết vì chính ông chứ không phải tự cái thằng lính ông đâu. Nó vô học.
nó nói mắc cười lắm. Bây giờ cái chết thứ năm, cái gì à? Cái chết thứ năm mà chúng ta học, cái gì à? Đó là hoạt động marketing. Sản phẩm ông rất tốt, nhưng ông không biết làm marketing thì ông thua. Mà marketing thì không phải là quảng cáo. Marketing là 4P, bây giờ là 4C. Và bây giờ thì không phải là 4, 12C. Và như vậy ông phải hầu người ta trên một cái bình diện 4 công cụ tuyệt vời. Sản phẩm phải ngon, giá phải ngon, kênh phải ngon và truyền thông phải ngon. Mà truyền thông nó lên tới 8 yếu tố truyền thông. Và ngay sau đây chúng ta sẽ có cái bổ trợ của truyền thông giao tiếp, tức là truyền thông hiện đại nhất thế này. Chứ không phải truyền thông mang đi quảng cáo, nó vẫn sống được, nên nó sống được ở thị trường rất là thấp luôn. Thì bây giờ truyền thông tốt, nhưng mà tất cả năm cái hoạt động này, ông không có tiền thì mọi thứ trở thành viển vông. Cho nên cái số 6 nó là tài chính. Thế cái phần tài chính này chúng ta học rồi. Và để có tài chính thì chúng ta có chiến lược nguồn. Lấy nguồn ở đâu? Có nguồn rồi, sử dụng thế nào? Sử dụng thế nào? Có 6 cách sử dụng. Có điều các bạn chưa học hoặc học rồi mà lại không thuộc bài. Các bạn ạ. Nhưng mà chúng ta có nguồn. Nó có 2 cái tổng nguồn. Các bạn ạ. 6 cái cách dùng tiền. Những cái khốn nạn nó nằm ở chỗ thế này, là marketing phải đá rất sâu thì chúng ta đang đá, thì nó gọi là lớp chuyên sâu, còn đấy là lớp trục. Nhân sự phải đá rất sâu, năm chuyên đề phụ thì cái thằng tài chính này từ chỗ này nó mới ra các chuyên đề sâu. Trong đó có bài ngày hôm nay chúng ta làm 2 cái này trên cơ sở là dành cho anh giám đốc. Và chúng ta giả định anh giám đốc, anh ấy nắm được báo cáo tài chính. Cái gì ạ? Từ nắm được báo cáo tài chính thì anh ấy mới ra được chiến lược nguồn dùng cách nào tốt hơn, chiến lược dùng tiền thế nào tốt hơn. Nhưng đấy, chúng ta giả định anh ấy nắm được báo cáo tài chính. Rất tiếc cái giả định ấy là giả định, trong thực tế cậu không nắm được. Cho nên nó mới có cái phần bổ trợ của bài hôm nay. Đó là mày đọc thật rõ cái bảng cân đối ra. Các bạn đọc xong, các bạn dí cái thằng kế toán trưởng, nó đáy ra quần luôn. Tôi khẳng định, các anh chỉ biết là nó chỉ hành toán được thôi, chứ nó không nắm được bản chất. Mà các anh chỉ nhìn thấy con kế toán, các anh chỉ đáy ra quần. Thậm chí nó còn lớn tiếng. Thậm chí nó dùng luật kế toán, nó dọa các anh chị. Nó dọa xong cái chỉ ký xong á, cái chỉ đi tù. Cái gì à? Mà chúng ta thì chúng ta là giám đốc, cho nên chúng ta làm chiến lược nguồn ra một cái này. Chiến lược sử dụng tiền, 6 chiến lược. Nhưng cái khốn nạn là khi mình tung chiến lược thì dựa vào mồm con kế toán nó báo cáo. Hiện nay mình đang thiếu nguồn. Nó cầm bằng cái đối đây anh thấy thiếu. Nhưng mà khổ bố có đọc được. Thế cha bố tin. Con này thạc sĩ kế toán. Bạn nghĩ thạc sĩ kế toán là nó hiểu à? Nó chỉ hiểu công cụ hạch toán thôi. Nó không hiểu bản chất kinh tế của từng con số. Đấy là cái tệ hại của kế toán nhà cái gì. Mà nó dọa không có thằng giám đốc nó không dọa. Các bạn. Cho nên là canh chị không làm cái việc này. Nhưng cái gì phải hiểu nó. Hiểu nó thì mới ra lệnh được. Hiểu nó mới nắm được thực trạng công ty tại thời điểm này. Mà hiểu nó, cái gì mới được thò cây bút vào cái chỉ ký. Cho nên những chuyên đề phụ này, nếu tôi là giám đốc, tôi sẽ học chút. Cái gì à? Cho nên nếu cái gì mà không để tâm, cái gì còn chết đến cuối đời. Mà chết ngay trong chủ thể gia đình. Thế là thôi, có thằng bảo đừng đi vay. Đi vay cùng đoàn 7, không thằng nào hiểu chứ đoàn 7 cả. Các anh chị à, lãi của công ty các anh chị là lãi giả hết. Mà các anh chị cứ dương dương từ lắp. Vì các anh chị nhìn theo cách của công ty tăng trưởng.
con kế toán trưởng là nó nhìn theo kế toán phát sinh, tức là kế toán tài chính. Mà anh chị là nhà quản trị, các chị buộc phải nhìn theo con mắt kế toán quản trị. Các chị lãi trời gầm trời bể năm nay, các chị thấy đời phôi phối, tôi khẳng định các chị chưa hề lãi xuống nào. Cái chết người của dân vô học nó nằm ở đâu mà cái con kế toán trưởng mặt nó vênh váo chứ, vì cả đời cái thằng thầy nó còn không hiểu thì làm sao nó hiểu. Các chị à, tí nữa chúng ta phải phân phu nó ra, mà trong một ngày có mất nhiều thời gian đâu. Các anh chị à, mà cả đời mình bỏ ra có một ngày thôi, đừng kém khôn ngoan như vậy. Sau đó để thành công được chuyên đề tài chính, vì nó trái chuyên ngành với các anh chị, nó học 5 lần nó mới thủng ấy các bạn ạ. À, và đấy là tôi giảng, chứ còn kẻ khác mà giảng không hiểu nổi luôn. Và tôi khẳng định lũ kế toán không hiểu gì cả, ngoài cái việc bút toán của nó. Đấy, cái chết người nó nằm ở trong. Thì các anh chị đang tỏ ra mình là kẻ rất là khôn ngoan trong nhìn nhận vấn đề. Có thể các anh chị không ý thức được, nhưng do vô tình các bạn đến học. Các anh chị à, nó còn chết nữa, và bọn nó chết trên thị trường những ngày này. Mở mồm ra là dòng tiền, có biết cái gì không? Mà bây giờ nhiệm vụ của tôi phải chứng minh cái điều tôi vừa nói, được chưa? Điều tôi vừa nói là tôi chứng minh các bạn không ngoan. Điều tôi vừa nói là chứng minh các anh chị sẽ nắm thêm được vấn đề. Trường Doanh Nhân PR.